tôi quay bà. Quay tôi làm gì? Đi chơi nồi. Đi nãy giờ rồi á, giờ mới quay á. Đừng quên tháo kiến ra, tôi bị chết đi. Tôi bị cháu. Tôi nhập hành cái kiểu. Bán trái cây này mua ghê quá à. Cho đi trải nghiệm đấy chứ à. Ai được đi đâu mà biết à, về Nam đi chẳng cho đi. Vui lắm, tí nữa là mấy chỗ đông đông. Dứa. Cái dứa à, cái dứa luôn á. Cái bán gì là nó treo cái đó đó. Quên á. À? Giờ này dậy rồi. Thank you.
Cái hoa này, cái bánh hoa. Xong có dở ra không? Nè. Mua nhiều thứ rồi, sách hết không ạ? Ừ, ý rồi. Trầm nào ngon ngon, đẹp đẹp chứ. Nhỏ nhỏ. Vô vô ấy bà. Ôi. Chết rồi. Rất khôn lắm. Rất khôn lắm. Người ta đi à? Kệ đi, đi mua kìa. Sao thế? Đó. Ai mới mua hả? Thì không phải, mua tí nữa. Có sữa đậu nành, nóng luôn kìa.
cà phê sữa, sữa đông lạnh. Cái gì vậy? Banana mixer. Oh. Uống gì? Anh bún thịt nướng. Anh không có bún thịt nướng, ăn cái gì à? Em thêm ly cà phê sữa nữa. À, mấy câu thịt nướng con. Mơ một câu bún thịt nướng nữa. Để đây nè. Để với cái gì nữa ta? Ăn bún riêu đi, bún riêu con. Nó coi bún riêu con. Dạ. Bún riêu này ngon. Thêm một ly nữa chị. Ai ăn không? Ôi, hồi nó ướt nữa nè. Hồi nó ướt nè. Ở đây ăn hồi nó chạy nó bát nhiều lắm. Chồng ăn cái xiên xiên á không? Xiên thịt đó. Nước. Uống gì? Cà phê sữa đá hả? Có sữa đậu nành. Cà phê đen. Ừ, uống gì? Bà đó uống gì? Tôi uống cà phê sữa con. Con ơi. Quay lại phía sau nè, quay mặt lại phía sau nè. Không phải, ngồi cái bàn ăn ở đây nè. Không, mà bà kêu tôi quay á. Chị Thu vào à. Thu à.
cho một cái thì trời, tô bún xịn sò luôn á, để là được 400 lượt xem luôn mẹ, ghê chưa, nãy 800 lượt xem mà giờ còn 400 lượt xem. Một tô bún thịt nướng ở dưới chợ nổi Cái Răng bao ngon mọi người ơi. Mưa thì mới nhiều người xem thôi, nắng thì đi làm hết rồi. Ồ giờ nãy quán đi làm nữa ha. Chặt sản bún riêu Cần Thơ ăn kinh ghê nha mọi người. Đây này, này là coi lại nè, con chôm có kìa, cái nhà phát kìa, cái miếng thiếu á, em nói chuyện mày rồi, miếng thiếu có ghé thì mình mua. Tụi bác chạy xe nhiều á, biết đường á. Tháng này hết vườn trái cây rồi. Nhưng mà có mấy ghe bán mất lắm. Trời tụi em á, trả giá không biết trả giá nhiều á. Nên hồi chị mà thấy cái gì mà ok á, vì ghé vô trả giá giùm tim. Cái gì á nữa cho số điện thoại em đi, cái bạn bè em về cái em điện cho cái chạy luôn. Cái này bạn em này về đi một lần à, nhưng mà em bị nhiều lắm. Em đi chợ nổi này á, thật sự mà nói em đi này á là khoảng 7-8 lần mà bạn về cứ chợ nổi là em về cái là cứ lâu đi chợ. Chỉ có nhiêu đó. Được không? Tây nhiều hơn Việt nhỉ? Tây nhiều hơn Việt. Đúng rồi. Đúng rồi. Nó đẹp trưng khu du lịch đó. Quay mấy trăm lượt? 500 lượt. Ghê chưa? Giờ vô còn lá. Năm sau á, năm sau tháng 5 kéo về đi.
đâu nó ngâm kéo về là vô vườn trái cây được. Có dâu chôm chôm đồ này kia đầu tháng 5 hoặc giữa giữa tháng 5. Cháu ơi cháu xài nhãn chấm cơm, nhãn xuồng chấm cơm, dâu rồi cơm. Mình chú vợ chú cảm ơn. Dạ, nhãn xuồng. Ký nhiêu? Chôm chôm ký nhiêu? Chôm chôm gì vậy? Thử nè, chôm chôm Thái hay chôm chôm thường cầm mày dâu 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 này 40 hả? Trời ơi trời ơi. Ủa lại gặp cái đứa đò gặp. Nhãn ngọt lắm nè. To nhỉ. Nhãn này do hiếm lắm á. Anh đi anh đi. Anh thử đi. Ừ, thơm. Thơm lắm. Nhãn này nhãn lông nè, xưa gọi là nhãn lông. Nhãn lồng. Nhãn lồng như là lông. Cho con cái nhãn này chú. Ngọt lắm luôn, nhãn ngọt. Nhãn ngọt ngọt. Nhãn xuồng cơm vàng nha. Quà gì hay á? Quà đây quà gì bán nè? Cacao tươi nè. À. Cacao. Cacao. Khăn liền. Có khăn liền đó. Có 5 ngàn anh Tài ơi. Mít tú nửa. Mà tôi thử đây 3 ký 100 ngàn bao muối nha. Bao nhiêu muối mà. Thôi cô. Thôi, mua giùm con. Dạ, ăn gì? Ăn nhãn. Không có. Ăn gì? Không chụp con. Giờ có ăn cái gì không giờ? Đi kìa, ăn gì kìa? Ít nhẹ nhẹ, nó ngon cao, nó hơi nước mình nó chậm sáng nha. Nè, mất nó nở mà. Mấy con cái nở xíu à. Rồi. Mà bán ký như vậy? Không, mấy con cái nở mà nó một ký à, mà một ngàn. 100 kia hả? 150. Để. Trời ơi, thôi, 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 thôi. Thôi, để con trả, con trả. Trời ơi. Nói bà ơi, cái nào lấy ví với bà bây giờ. Bà có con dâu không? Không, không, không. Lấy trên đó, lấy trên đó, rồi bên đây. Cái mắt bích hả? Nhớ chú. Quay ngay trái bích kìa, quay ngay trái bích vô. Cái cùi ra giùm con luôn. Thôi nó đó bị rớt khối rồi, em ăn một vé đi mới lấy ra được. Đang ăn thì ăn được lắm cho chị lấy. Không tắt thẳng nữa mà thòm ăn. Ăn vé này. Thôi chú biết. Cháu nghĩ vô cái hộp gì mà nuôi hộp nghe, hộp đàng hoàng nghe. Mới ăn, mới nghĩa người ta. Thôi, ăn cái này đi, đừng mua gì nữa, ăn xong đi. Đừng mất cháu. Ăn gì không anh chị? Ăn không nấu không? Quả này ăn sao? Quả cà cao này ăn sao? Cà cao ăn sao vậy? Cái gì ăn không trái ăn thử cho biết đi. Trái nhỏ thôi. Trái nào cũng vậy cho nó trái ăn ngon. Trái nào ngon ngon á. Trái em làm gì? 400 ngàn đó. Trời ơi, vậy mua đi, mua mít tù mẹ. Trái nhỏ 20 đó ơi. Ừ. Tính trái nhỏ 20 đó. Ừ. Nước ngót không lấy trái. Em ăn nó mối chùm, y chang như măng cục. Nước ngót à? Ngon á, cao cao vườn mà. Nấu ăn, cao không nấu này đòi. Nè, ăn cái đây 20 ngàn. Em có măng phèo, bỏ dịch được. Nó trả đi, có dập đâu. Cái hộp nó để lại, gan bỏ vô cà phê uống thơm lắm. Thôi, hết tiền nhỏ luôn rồi. Ăn bún rồi, ăn cái xong đi, ăn xong đi.
anh ấy nha, cui bao ăn, cui cái hộp nào ăn. Không có mình cui cái hộp của đồng nha quan à. Cái hộp mới là mới lại mua nhiều quá. Nè cái hộp này đó. Thôi nhiều quá, nhiều quá. Tại mua nhiều quá rồi, hết nổi rồi. Đi không mệt. Cái nhỏ vô để vô cho nó hàng ra. Chú để không có nhiều quá. Để ăn cái đường đi. Chốt lại mua hàng ra. Nó nhiều 80. Trời ơi. Thiệt. Chú bán thiệt. Chú ở đây à, người ta bán 100 không đó con. Tại bán nhiều quá rồi, mua nhiều quá rồi. Giờ muốn ăn nữa mấy chục là mới hạn cái ai rồi. Hết giá luôn, mua cho nhỏ được không? 800 mấy liền luôn á. Thì có thể có 1000 bạc mà. Nó tỉnh không mua không? Cái vô quán 100 viên này bằng bao nhiêu giá chứ? Biết rồi mà. Mà đâu ra đó. Cái này thì có hết. Nó có 5000 bạc có nhiêu tiền đâu. À, cả giá anh chi ha. Bao nhiêu? Cái này luôn. Hai ký là 53. Ký rưỡi à 5. 162.000. Rồi, mua trái cây cả đống luôn rồi đây.
không cho tôi ăn cái này. Ăn thử trái này nha. Hộp không được hả? Hộp không à? Cái này giờ bỏ vô miệng xong rồi đi ra rồi. Trời ơi, bà cắn là một hộp thôi, bà lừa từ từ nha. Cái hộp á. Thì bà cắn một hộp bà lừa, nó chỉ có một cái xíu thôi, nhẹ hộp. Chưa rồi. Chưa hộp lại về để bỏ vào cà phê. Chưa hộp về. Tôi ở nhà quê mới lên đúng. Cái này nhá. Cái hộp gì luôn nè. Cô có cao trừ lại. Trừ lại làm gì chồng à? Đây bỏ cà phê. Ê, nè, nãy giờ à, có nước mà quên uống. Mẹ nó kiểu quên uống nước nữa rồi. Ê, bữa nào đi tiếp? Bữa nào đi tiếp? Em trời ơi, đằng kia nó kéo nguyên một máy luôn kìa. Trái cây miệt vườn. Đông chưa, đông chưa. Ê, tôi ăn này tôi thấy chả thấy ngon vậy mà. Ngon à. Yeah.
quần luôn này. Cái này là người ta nói xong đánh tụt quần luôn nè. Rồi tới màn cảnh ngăn cho cây móc ba điện ra ông ta. Đi cái gì mình nên đi một lần rồi đi chỗ khác, đừng có đi hoài không thú vị nữa. Con chôm mua rồi con. Con chôm mua rồi. Biết nhiêu vậy? 5 chục. Ừ, nhậu luôn. 2 đậu. Bớt đi. Bự 45.000 đi. Ăn gì trước vậy? Hồi nhiều quá ha. Đi chơi đi. Ăn cơm rồi.